Em xin kính chào ban giám khảo và toàn bộ thí sinh trong cuộc thi ngày hôm nay. Em là Nguyễn Văn Sáu, số báo danh 01. Mọi người hãy bình chọn cho em nhé. Em gửi tới ban giám khảo và toàn bộ thí sinh ca khúc Khóc Thầm. Sáu Nguyễn với số báo danh 01 và mong là mọi người hãy bình chọn cho thí sinh này.